Cháu không đem theo tài sản gì mà do cô có nhiều cái biến cố về gia đình với kinh tế, cháu thấy cô khổ quá, cháu mới nói để con đi làm ở xa kiếm tiền về phụ mẹ. Nhưng mà không ngờ cháu bị bạn nó gạt, nó lừa sang Campuchia nó bán. Trước đó thì con của mình đã đi làm ở đâu chưa cô? Em có thể làm ở công ty cám Bình Dương. Làm ở công ty cám Bình Dương. Vì sao con mình không làm ở đó nữa mà mình lại nghỉ lên việc? Những lúc mà hả dịch rồi kia đó rồi cái hả, qua nhiều cái trên đó công nhân thất nghiệp được nhiều đó, rồi công ty nó cũng hạn chế bớt nhân viên rồi. Rồi hả, cháu nghĩ cháu định về Sài Gòn cho gần mẹ đi làm. Cô vô hỏi là ba của em trai này đâu? Ba ngồi trước đó. Ồ, sao kêu không ba vô đây? Sao ba không vô đây còn luôn? Tự không biết nãy kêu cô vô. À rồi, rồi cô cho con hỏi ha. Trước thì con mình bị lừa qua Campuchia, thì con mình ở nhà có ngoan không? Có ăn chơi quậy phá gì không? Cháu không có ăn chơi quậy phá hết, cháu cũng ngoan. Đi làm về Hường đưa hết tiền cho cô không? Đi làm tháng rồi hả thì cháu xài được kia rồi hả, còn nhiêu thì gửi cho cô để trang trải nợ nần với lại đóng tiền nhà cô thuê trọ. Ừ, con mình có vợ chưa cô? Chưa. Chưa có vợ không? Thì trước đó thì cô có thử tìm hiểu cũng như là cái mối quan hệ của con của mình không? Bạn bè rồi đó. Bạn bè thì hả em cũng chơi với mấy bạn ngày xưa mà hả học ở cấp 3 rồi. Rồi khi mà con của mình đi đi như vậy á, mình lúc đó là mấy giờ ngày mấy? Tầm 16 giờ ngày 18 Tự đi hay là có ai lại dẫn đi không cô? có lúc đó cô đi làm thì em nó tới nó nói ôm hung mẹ cái để con đi làm thì có xe tới rước em đi. Lúc đó là con của cô có nói cho cô là đi làm ở bên Campuchia không? Có nói Nói gia đình mình biết luôn, nói cô gia không đình có cản hả? cô cản nhưng mà em nói thôi bây giờ mình khổ quá để cho con đi làm bên đó lương cũng được mấy trăm đô một tháng mẹ cũng đỡ, ở bên này việc làm giờ khó khăn quá. Qua đó được bao lâu rồi? Mới mấy ngày 18 đến hôm nay Rồi qua đến đó tới bây giờ còn liên lạc lại với cô không? có liên lạc nhưng mà bây giờ em nói là qua bên đó nó lừa, nó bắt là phải đi lừa người Việt Nam chứ không phải là làm cái gì hết ra em rất sợ. Là qua bên đó gọi về cô nói là phải bắt lừa bên người Việt Nam mình. Không phải làm Em giống mình nó không lừa là sẽ bị đánh ở bên đó, đúng không? cô không biết nữa, nó nói bây giờ là hả giống như là nó còn cho thoải mái á, trong mấy ngày đầu á, là để cho quyết định á, là thế mà bắt đầu từ hôm nay nè là nó không cho điện thoại về thường xuyên, mấy ngày đầu nó còn cho điện thoại. Vậy là từ hôm bữa giờ vẫn cho gọi điện về với gia đình. Hiện tại con của cô là cái ý định là muốn xin quay về Việt Nam đúng không? Muốn nhờ muốn đi về Việt Nam nhưng mà thực sự gia đình cô khổ lắm. Nó Cô bên kia có cho về hay không? bên kia nó không cho về, Không cho về. không cho về Có nói lý do vì sao nó cho nghe nói là em qua bên đó là nó kêu ký vô một cái giấy gì đó, không? nó cho ứng 300 đô gửi về nhà để trang trải ở nhà, thì ý như là cái nó kêu ký cái giấy đó là ứng tiền á, nhưng mà thật sự ra là cái tờ giấy đó là cái tờ giấy nó nói là giống như là ký tên vô Ký thôi hả nhưng mà không có nhận được tiền gì hết đúng không? ký có nhận được tiền Vẫn nhận được 300 đô.
có nhận được tiền chuyển về là 6 triệu mấy đó. Ờ, là mới qua là người ta cho mình ký Đó, giấy lấy được 6 triệu hơn luôn. để lấy cái chữ ký đó thì À. ra là tới 3.000 đô khi lần đó. Ồ, là mình bị lừa lấy cái chữ ký. Dạ. Mình ký vô không phải là ký để nhận 300 đô mà ký vô để ghi cái nợ là 3.000 đô. Dạ. Đúng không? À, hiện tại là từ đầu năm đến giờ đòi hiệp sĩ Nguyễn Hải cũng ghi nhận rất là nhiều cái trường hợp cha mẹ lên đây nhờ tìm con cái được được đưa qua Campuchia rất là nhiều luôn. Khi mà các em mơ việc nhẹ lương cao cũng như là muốn kiếm tiền đi qua Campuchia thì qua bển nó coi như là bị giam giữ hết rồi, không ai về được, về lại bắt đòi tiền chuộc rất là khổ cái bậc cha mẹ. Những người không có tiền nó đòi tiền chuộc rất là cao luôn, nhưng mà đâu phải ai cũng có tiền đâu cô, nên rất là khổ, rất là khó khăn. Đây là một chuyện cảnh giác của bà con cô bác, chú ý rất là nhiều đến đi, vì rất là nhiều cái con của mình bị lừa vào cách chiêu dụ dỗ việc làm nhẹ lương cao đi đưa qua tới bển rồi không còn đường về nữa, rất là nhiều rồi. Đòi hiệp sĩ Nguyễn Hải cũng đăng tải rất là nhiều video cho bà con cô bác coi cảnh giác. Rồi hiện tại là bên kia bây giờ nó đòi hỏi những gì để cho con mình quay về? Bây giờ hiện tại nó chưa có ra điều kiện hẳn À. mà nó chỉ nói với con cô chứ cô chưa có không có tiền, cô không dám nói chuyện với người À, ta. ý là bây giờ con mình có ước nguyện muốn về thôi, nhưng mà nó chưa có ra điều kiện gì để được về thôi đúng không? Dạ rồi. À, dạ, à, chú ngồi kế bên cho con hỏi ha. À, chú tên là gì? Chú đến từ đâu? Chú Tô Văn Thuận, Dạ, chú quê quán ở đâu? chú quê quán ở sinh đẻ thành phố mà quê quán Bến Tre. À, chú là ba của em trai đây đúng không? Dạ, cho chú cho con hỏi thêm một ít ha. Chú có biết được thông tin của con mình trước khi đi thì có dấu hiệu gì hay là như thế nào không? Nói chung nó thì hay tâm sự với mẹ, Dạ. rồi nó muốn đi làm để giúp gia đình, thì chú thì chạy xe suốt mà chú Dạ. không có ở nhà. Thật ra cái chuyện nghe nói con cái đi làm thì chú cũng có một cái sự nghi ngờ. Dạ. Chú trong lòng chú thì không muốn cho nó đi, Dạ. nhưng mà con thì nó quyết tâm, nó lớn rồi, nó quyết tâm nó đi để nó Phụ giúp cho gia mẹ. đình, giúp cho mẹ. Thành ra chú cũng nói chung là nó tự quyết, Dạ. chú có cản cản cũng không được. Như cô chú đã nói thì trước khi đi có nói với cô chú là đi Campuchia, cô chú cũng đã cản rồi, nhưng mà lại cố đi tại vì lớn rồi, không mình không cản được. Nhưng mà Đúng cô rồi. chú trước đó thì biết được cái cạm bẫy cạm dỗ bên Campuchia không? Có biết được là qua bển là sẽ bị lừa không? Chú có biết đó, Dạ, chú chú biết đúng biết không? sự việc lừa lọc này nọ, Đúng chú biết, rồi. chú có Nhưng mà lên tiếng. từ Đúng từ rồi. em nó nói là Sao chú bạn. rồi không mở lên những video mà năm trước á, là hơn 50 người vượt biên từ Campuchia về Việt Nam mà lội sông đó. Chú có biết được thông tin đó không? Năm trước đó, hơn 50 người trốn ở bên Campuchia, lội sông về sông ở An Giang á, từ bên Campuchia lội về bơi qua tới bên sông đây luôn, 50 mấy người bị giam giữ ở bên bển. Khi bị bắt là mấy người đó rất là nhiều, còn 50 mấy người trốn đây hên gặp biên phòng từ những người dân Việt Nam ta cứu lên được. Giờ năm đó là hơi bị nói chung là rất là nổi cái vụ Campuchia đó, báo chí đăng rất là nhiều luôn, nên bây giờ mà không biết được cái vụ Campuchia qua bển bị lừa là mịt mù không tin quá. À, rất là nhiều rồi, nhà nước cũng có cảnh báo cái việc nhẹ lương cao hay qua bên Campuchia làm rồi. Nếu như mà ở bên đó dễ làm, dễ ăn, dễ kiếm tiền thì người Campuchia hay là người ở bên bản ta làm hết rồi, đâu cần bên Việt Nam mình không có bằng học, không có trình độ, không gì hết mà qua bển lương tháng 60 triệu, 40 triệu thì đâu có, đâu có ai mà dễ dàng cho mình công việc như vậy đâu cô, đúng không? Bây giờ kêu qua bển làm tháng 2.000 đô, 3.000 đô. Này chỉ nói có 600 đô thôi thì cô thấy nó cũng hơi thực tế, nó chỉ hơn Việt Nam mình một tỉnh Bạn đó. cô cho con hỏi lại nè, bạn dụ đi người đó còn ở Việt Nam hay không? Dạ không. Nó cũng bị nhốt ở bệnh. Sao mình biết người đó bị nhốt? Thì người đó đi qua bên bển trước đó Đây đây đây, rồi. người đó là cái người đầu sỏ, người đó là người của hụt dạng là gọi là môi giới, đưa được một người qua nó sẽ được 20 đến 50% tiền hoa hồng. Cứ đi dài nó kiểm như mù mịt không tin, không có dùng mạng xã hội nhiều, không biết được
cứ dụ dỗ rất là nhiều. Ví dụ nó dụ được 5 người đã được một cơ số tiền hoa hồng, một người ví dụ 1.000 đô đi, thì nó sẽ được 200 đến 300 đô một người. Nó càng dụ nhiều nó càng tốt. Người mà đi dụ mình qua bển là không có làm ở bển đâu, nó là dụ dỗ con mình qua bển thôi. Mình có biết được thông tin nhà cửa của người này không? Không biết luôn. Có nó đi chú hỏi ai giới thiệu cho mày đi. Nhà cửa nó ở đâu? Nó chỉ nói là ở Đồng Nai rồi chứ nó không có chỉ gì. Người đó có bao giờ lại nhà mình chơi chưa? Không. Chưa lại nhà mình lần nào hết luôn. Tiếp xúc đâu ngoài đường qua điện thoại này thôi. Rồi một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cũng như là cộng đồng mạng, nếu như ai thấy được em trai ở trong hình này ở đâu, xin liên hệ lại cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913 78 5858, để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đến đưa em về đoàn tụ với gia đình. Hiện tại người mẹ người cha đang rất là thương nhớ con, đặc biệt cha thì chạy xe rất là vất vả ở ngoài đường, thì nhà khó khăn thì em trai nó muốn đi kiếm tiền phụ giúp gia đình thôi. Không ngờ lại bị bẹn dụ vì cũng không biết được thông tin mù mịt về vụ việc Campuchia. Nên một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng mạnh tay chia sẻ, giúp cô chú nhanh chóng tìm lại con mình. Chú cho hỏi ha, mình chạy xe thì một ngày mình kiếm được bao nhiêu chú? Chú ơi, chú cho hỏi một ngày mình chạy xe mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Có trăm mấy 200 thôi đúng không? Một tháng mình kiếm được khoảng 5-6 triệu không nhỉ? Không tới. Lúc này chạy nhà mình có mấy đứa con? Nhà có hai đứa mà hồi năm kia cô bị mất hết một thằng em, năm 18 tuổi. Dạ rồi, con xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi buồn của gia đình mình ha. Rồi cô từ đó cô bị sốc, cô buông xuôi mọi thứ, cô thất bại làm ăn dịch giả tới tùm lum hết, rồi cô đổ nợ cô ở Bình Thạnh, xong rồi cô mới bỏ dưới đó cô đi về đây được 2 tháng. Cô xin đi làm ở quán ăn phụ ta. Dạ. Xong rồi hả, em nó thấy cô khổ quá nó mới để đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Dạ, con xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi buồn của gia đình mình ha. Cô cho hỏi hiện tại cô có đi làm gì không? Dạ, cô đã đi làm. Cô làm công việc gì? Cô làm tập chủ cho quán. Một tháng mình được bao nhiêu cô? Tháng cô được 6 triệu. Tháng cô được 6 triệu đúng không? Dạ, thu nhập của cô và chú một tháng trung bình khoảng 10 triệu thôi, hai người. Cô chú cũng rất là lớn tuổi rồi. Còn em trai thì bị đá dụ qua Campuchia. Theo như thông tin em nghe được ở trên mạng cũng như là lung lan tiền đây kia, thì mấy em trai em gái đó đưa qua Campuchia thì tiền chuộc trên dưới không dưới 5.000, rất là cao luôn, trên dưới không dưới 5.000. Cô chú thì thu nhập khoảng có 5 triệu một người, hai người một tháng chỉ được 10 triệu thôi, hoàn cảnh rất là khó khăn. Nên một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng, nếu như ai thấy được thông tin em trai này ở đâu, xin liên hệ gấp cho đại sĩ Nguyễn Hải cũng như là người nhà cho em trai nó. Số điện thoại của đại sĩ Nguyễn Hải là 0913 78 5858. Hiện tại cô chú rất là già rồi, còn có một đứa con này thôi. Đợt trước thì mắc một đứa 18 tuổi rồi, nên cô chú tuổi già, bây giờ còn một đứa cũng ví dụ Campuchia. Nên một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cùng chung tay chia sẻ cũng như giúp đỡ cô chú đây vượt qua cái khó khăn này ha. Rồi cô cho con hỏi ha, toàn bộ câu chuyện của mình nãy giờ chia sẻ đó hoàn toàn đúng với sự thật hay không? Không có ai đem nỗi đau lòng của mình đi nói sai hết đó con. Dạ rồi, cô đến đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải quay phim ghi hình, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ đăng lên tất cả các trang mạng xã hội, cô có chấp nhận không? Cô chấp nhận, nhưng dạ. Mà cô xin nhờ đội hiệp sĩ mình giấu giùm cái địa chỉ giùm cô. Dạ rồi. Tự cô có thiếu nợ ở dưới Bình Thạnh. Dạ rồi, rồi. Cô sợ hả, người ta biết được. Dạ rồi, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp dân hoàn toàn miễn phí và cũng sẽ không bao giờ lộ không tin bất cứ ai ra ngoài hết ha. Dạ. Dạ rồi. Ở trên đây chỉ ghi hình và quay phim đưa lên nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng chia sẻ giúp. Còn lại thông tin cá nhân cũng như là địa chỉ sẽ kín thông tin, không lộ ra bên ngoài. Dạ.
Rồi cô cho con hỏi thêm là Hy đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đăng lên tất cả các trang mạng xã hội, cô sẽ và sẽ không bao giờ gỡ video xuống, cô có chấp nhận không? Không bao giờ gỡ cái gì em? Là gỡ cái clip này xuống á, đăng lên mạng rồi sẽ không bao giờ gỡ xuống, cô có chấp nhận không? Miễn hiệp sĩ giúp giúp cô, cái nào cô cũng chấp nhận hết. Dạ rồi. Chỉ xin là đừng có cho cái địa chỉ. Dạ rồi, nãy con nói rồi. Dạ nãy con nói rồi. Đội sĩ Nguyễn Hải luôn luôn giữ bảo mật và thông tin cá nhân cũng như là địa chỉ của tất cả mọi người đến đây nhờ giúp đỡ, nên cô yên tâm ha. Dạ rồi, con xin chúc cô và chú luôn luôn có sức khỏe, vượt qua khó khăn cũng như là sẽ nhanh chóng tìm được con mình ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả quý bà con cô bác cộng đồng mạng đã quan tâm theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Hải trong thời gian qua. Em xin cảm ơn, chào tất cả mọi người ạ.